gần 80 năm cuộc đời, nhưng hơn 2/3 quãng thời gian đó, bà cụ phải sống trong cảnh cô đơn một mình. Căn nhà nhỏ, nơi trú ngụ của bà theo thời gian, giờ cũng đã sập sệ, cũ nát. Mỗi ngày bà cụ phải tiết kiệm từng đồng để mai này có tiền lo hậu sự. Câu chuyện về bà cụ nghèo sống trong cảnh đơn côi, gom tiền lo hậu sự khiến ai cũng thương cho bà. Về đến thôn Nhuệ, xã Thuần Lộc, huyện Hậu Lộc, hỏi thăm bà Nguyễn Thị Thái, ai cũng biết. Năm nay, bà Thái đã 78 tuổi, gần hết cuộc đời, nhưng giờ bà vẫn phải sống lưu thủi một mình trong căn nhà nhỏ sập sệ, rột nát. Người dân trong làng thường gọi bà với cái tên trìu mến là bà Thái cô đơn. Căn nhà nhỏ nơi bà Thái đang ở nằm lọt sâu vào trong một con ngõ. Trong nhà chẳng có thứ gì quý giá, chỉ có một chiếc giường được kê ở góc nhà và một bộ bàn ghế nhựa đặt giữa nhà. Trong câu chuyện với bà, chúng tôi mới dần hiểu hết được tình cảnh của bà cụ mồ côi này. Khi còn trẻ, bà Thái cũng từng lập gia đình với một người đàn ông. Hạnh phúc nhỏ nhoi và đơn sơ đó đã không ở được bên bà bao lâu. Người chồng đã bỏ bà mà đi. Kể từ đó, bà Thái quyết định không lập gia đình nữa và ở một mình cho đến tận bây giờ. Khi còn trẻ, hằng ngày bà Thái cũng đi ra đồng làm ruộng để kiếm gạo ăn. Mỗi lúc nông nhàn lại tranh thủ mò cua bắt ốc. Ai thuê việc gì làm việc đó, miễn là có tiền sống qua ngày. Mỗi ngày, tuổi tác của bà ngày càng cao lên, sức khỏe một yếu đi, bà Thái không thể đi ra đồng làm việc như trước. Khổ nhất là đôi mắt của bà ngày càng bị mờ, khiến cho không nhìn rõ được. Chân tay ngày càng yếu, nên bà không thể làm được gì. Tôi ở có một mình thì nhà nước cho tôi một tháng có 180, thì để mỗi gạo mỗi tháng thì không đủ ăn. Với số tiền đó, bà Thái phải chắt chiu từng đồng để làm sao trang trải cho đủ cuộc sống hàng ngày của mình. Từ tiền đóng gạo, mua thức ăn, tiền mua thuốc đều từ khoản tiền này mà ra. Chính vì thế, cuộc sống của bà cụ nghèo này vô cùng khó khăn. Thấu hiểu được hoàn cảnh của bà con hàng xóm mỗi người chung tay giúp đỡ bà được phần nào hay phần đó. Người cho bà cân gạo bó rau, người cho bà con cá miếng thịt để bà lấy thức ăn qua ngày. Mỗi khi có ai cho bà đồng tiền nào, bà lại cất giữ cẩn thận để dồn lại. Tết gần đến, nhưng với bà, điều đó cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tết đến gia đình nào cũng có con cháu sum vầy, bà thì không, nên chẳng mong Tết đến làm gì. Giờ chờ cho sống được ngày nào hay ngày đó, mong sao khi chết có tiền cho hậu sự, không phải cô đơn như lúc sống là vui rồi.